Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 22 tháng 9 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 5 kết hợp với gió mùa nên vừa qua trên địa bàn tỉnh Nam Định có mưa vừa, mưa rất to, làm ảnh hưởng không nhỏ đến các trà lúa mùa cuối vụ. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài đã khiến mực nước ở các con sông dẫn nước vào ruộng lúa đều rất lớn, do đó nước trong ruộng không thể tiêu thoát được. Đã có địa phương xảy ra tình trạng cây lúa bị đổ gục, chìm trong biển nước. Bà con nông dân đang tranh thủ thời tiết tạnh giáo, ra đồng buộc lại những diện tích lúa bị ngập úng, tránh hạt thóc nảy mầm. Và khả năng là mưa vẫn xảy ra trong đêm nay và ngày mai tại Nam Định cũng như là các tỉnh thành miền Bắc. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tầng thấp kết hợp với những hội tụ gió trên cao thì mưa vẫn còn duy trì. Trong đó, vùng mưa với lượng lớn vẫn là các tỉnh vùng núi Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang hay là Thái Nguyên. Cảnh báo về lũ quét và sạt lở đất tiếp tục được đưa ra với người dân vùng núi. Ngày mai, mưa khả năng vẫn sẽ xảy ra vào buổi sáng, nhưng đến trưa chiều thì trời nắng và nhiệt độ toàn miền dao động ở mức là 26 đến 29 độ. Đến với Trung Bộ, tại các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, phần nào cũng chịu ảnh hưởng của gió đông bắc tầng thấp tương tác với địa hình đồi núi. Vì vậy, trong ngày mai, trời cũng chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ tại các tỉnh này sẽ giảm nhẹ, phổ biến từ 30 đến 33 độ. Các tỉnh còn lại của Trung Bộ từ Quảng Bình trở vào cho đến Ninh Thuận, Bình Thuận, thời tiết có phần ổn định hơn, phổ biến là trạng thái có nắng với cường độ vừa phải, nhiệt độ từ 31 đến 34 độ. Thưa bà con, tại phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa có 7 hộ nuôi cá lồng bè, tổng cộng là 60 ô lồng, chủ yếu là nuôi cá bớp. Vừa qua, hiện tượng cá chết hàng loạt xảy ra tại 52 ô lồng của cả 7 hộ nuôi. Đến ngày 15 tháng 9 thì tỷ lệ cá chết là 100%. Cơ quan chuyên môn đã tiến hành kiểm tra môi trường bằng phương pháp test nhanh. Kết quả các chỉ tiêu cơ bản đều nằm trong ngưỡng cho phép, nước biển trong xanh. Tiến hành thu 2 mẫu cá bớp chết thì kết quả xét nghiệm cho thấy nguyên nhân cá chết là do nhiễm vi khuẩn Vibrio nặng. Từ kết quả này, thì Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh khuyến cáo người nuôi phải thu gom, vớt xác cá chết đưa vào bờ, không được vứt ra môi trường vùng biển. Với các đàn cá còn lại thì sử dụng tetracycline liều lượng là 200mg trên 1kg thức ăn và vitamin C liều lượng là 30mg trên 1kg thức ăn sử dụng cho cá liên tục từ 5 đến 7 ngày. Nhằm giảm thiểu dịch bệnh xảy ra trên đàn cá thì việc nuôi lồng bè phải đảm bảo các chỉ tiêu sinh học, có các giải pháp xử lý thích hợp, kịp thời theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn khi thời tiết, môi trường nuôi thay đổi đột ngột hoặc khi có hiện tượng cá bỏ ăn và chết. Tiếp tục với tình hình thời tiết. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong hôm nay cũng như là 2 đến 3 ngày tới, gió Tây Nam tiếp tục hoạt động với cường độ trung bình, vì vậy vẫn mang kiểu thời tiết đặc trưng với những cơn mưa rào chủ yếu về chiều và tối. Còn trong ngày thì vẫn sẽ có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức là từ 28 đến 31 độ ở khu vực Tây Nguyên và 30 tới 33 độ, có nơi xấp xỉ 34 độ ở khu vực Nam Bộ. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ và nhiệt độ cao nhất là 26 tới 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và cao nhất đạt ngưỡng 26 tới 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, phía Nam là 24 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là 30 đến 33 độ, phía Nam từ 31 đến 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng 31 tới 34 độ. Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất ở ngưỡng là 19 đến 22 độ và cao nhất là 28 tới 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất từ 30 cho tới 33 độ. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.